Em Đạt chào quý anh chị cô chú. Thì hôm nay em Đạt cũng muốn giới thiệu tới quý anh chị cô chú một cái mảnh đất thuộc xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Mảnh đất của mình là mảnh đất sao nha anh chị, gần một sao. Là tổng diện tích của cái mảnh đất mình đó là 943 mét vuông, gần một sao đó anh chị. Thì mảnh đất mình là nhà trưởng màn hình đó anh chị ơi. Mặt tiền của mảnh đất mình là mặt tiền hiện tại là đang đường đá 8 mét nha anh chị, đường đá 8 mét, đường đá 8 mét. Đi ra tầm khoảng 50 mét là mình đụng cái đường nhựa nha anh chị, mình đụng đường nhựa từ mảnh đất của mình ra quốc lộ 55 là chỉ có 500 mét thôi anh chị, là đụng quốc lộ 55. Từ cái mép hàng cây tam bên này qua tới cái cục điện anh chị thì đường rộng này, đường này phải 8 mét cho tới 10 mét luôn đó anh chị. Đường đá thì huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu thì mấy cái đường đá này đa số người ta làm nhựa hết nha anh chị, nhà nước làm nhựa hết đó. Ở đây thì khu dân cư đó anh chị ơi, khu dân cư điện nước đầy đủ nha anh chị, cách biển hồ cấp tầm khoảng 5 cây số, cách biển Hồ Tràm thì tầm khoảng 13 cây số. Mình đi thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ là tới đó anh chị, 100 km. Đi đi biển Bình Châu thì tầm khoảng 10 cây thôi anh chị ơi. Đi vô trong là cũng có mấy cái view nằm đằng trong đó anh chị. Mảnh đất của mình là từ ngay cái hàng ranh này anh chị này, từ hàng ranh này. Ôm mặt tiền được 14 mét tư nha anh chị. Từ hàng ranh này ôm mặt tiền ở đây được 14 mét tư. 14 mét tư. Rơi vào tầm tầm ngang đây nè chị, 14 đó ra 14 mét tư. Sau lui là 56 nha anh chị. Sau lui 56. Và nó nở hậu ra là được 20 mét anh chị ơi. Mảnh đất rất là đẹp, chủ đang ngợp. Thì em báo giá luôn cho anh chị khỏi phải chờ lâu, là giá 1 tỷ 7 nha anh chị. Gần một sao 1 tỷ 7. Thì khu vực này ngay trước á, khu vực này ngay trước là giá của khu vực này là tầm rơi vào 2 tỷ rưỡi cho tới 3 tỷ một sao nha anh chị. Khu này đa số người ta làm view không à anh chị ơi, mát mẻ, khí hậu mát mẻ, hướng thì hướng đông nha anh chị. Cách biển Hồ Cốc thì tầm khoảng 5 cây số thôi anh chị, rất là đẹp. Chủ rất là cần tiền, bán giá 1 tỷ 7 thì có thương lượng đó anh chị. Ngang 14, sau lui 56, nở hậu ra 20 nha anh chị. Nở hậu ra 20, mảnh này cũng đẹp lắm, nở hậu là ok đó. Mình đi thẳng đường này tầm 500 mét là đụng quốc lộ 55 rồi, ủy ban thì tầm ra tầm khoảng 800 mét là đụng ủy ban xã Bông Trang đó anh chị. Đường này thì tương lai người ta đang làm nhựa thôi, điện nước đầy đủ. Đất mình là đất cày lâu năm nha anh chị có thể xin mua thổ cư được ấy. Khu này thì quy hoạch đất ở rồi. Quý anh chị nào mà quan tâm á, liên hệ tới em Đạt. Số Zalo của em Đạt là 0878 567 179. Em Đạt kết bạn Zalo em Đạt gửi toàn bộ thông tin, sổ sách, vị trí cho quý anh chị xem và tham khảo. Bây giờ chủ rất là kẹp cho nên bán cái giá tỷ 7 là rất là hợp lý đó anh chị. Nhà trước thì không có giá này đó, nhà trước một sao rơi vào tầm khoảng 2 tỷ rưỡi cho tới 3 tỷ rồi. Khu này thì khu đa số người ta làm view, đi vào trong cũng có view. Mình đi ra ngoài này mình rẽ quẹo phải, quẹo phải tầm khoảng 500 mét là cũng view quá trời đó anh chị. Khu này là khu view của Bông Trang. Em Đạt cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cô chú đã xem hết video của em Đạt. Em
Đạt chào quý anh chị cô chú.